Đầu giờ chiều 23 tháng 7, trên địa bàn TP, Đà Lạt, Lâm Đồng, mưa lớn kéo dài làm nhiều bờ ta luy sạt lở, hàng loạt cây thông bật gốc chắn ngang đường YX Xanh và đèo Pren khiến giao thông tắc nghẽn. Cây thông ngã đổ, giao thông qua đèo Pren tắc nghẽn. Trên đèo Pren, Đà Lạt, đoạn gần thác Đa Tan La, mưa lớn làm bờ ta luy dương sạt lở kéo theo khoảng 5 cây thông ngã chắn ngang đèo cùng bùn đất khiến giao thông trên đèo tắc nghẽn hơn 1 giờ. Ta luy sạt lở, nhiều nhà dân bị đe dọa. Cùng thời điểm trên đường YX Xanh cũng xảy ra tình trạng bờ ta luy sạt lở làm 5 cây thông bị bật gốc chắn ngang đường YX Xanh và lối lên nhà khách công đoàn tỉnh Lâm Đồng. Ông Nguyễn Đức Cứ, trưởng phòng kinh tế TP, Đà Lạt cho biết khi biết tin đã huy động lực lượng cứu hộ cứu nạn phối hợp chính quyền các phường tới ngay hiện trường để giải tỏa bùn đất thu dọn hiện trường cây thông ngã đổ. Rất may, vụ việc không gây thương vong về người. Đến 15 giờ 30 cùng ngày, đường YX Xanh lưu thông bình thường trở lại. Trên đường Phạm Hồng Thái, đoạn trước Cục Quản lý Thị trường Lâm Đồng, một bờ ta luy dài khoảng 10 mét cạnh công trình đang xây dựng bị sạt lở khiến 3 hộ dân mắc kẹt trong nhà. Quảng cáo còn trên đường Ngô Thị Sĩ, do công trình xây dựng phía dưới của gia đình ông B. V, H và B, V, T múc đất khiến bờ kè ta luy cao khoảng 5 mét, dài 16 mét bị sạt lở, đe dọa nhà số 34 Ngô Thị Sĩ của gia đình bà Trần Thị Phụng và có nguy cơ sụp đổ bất cứ lúc nào. Ông Võ Ngọc Trình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt đã đến hiện trường vụ sạt lở tại số 34 Ngô Thị Sĩ xem xét hiện trường. Các cơ quan chức năng của TP Đà Lạt phối hợp Ủy ban Nhân dân P4 TP Đà Lạt yêu cầu gia đình bà Phụng di rời khẩn cấp 14 du khách đang lưu trú trong nhà để bảo đảm an toàn tính mạng.